Thảo xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục kỹ năng cuộc sống. Quý vị biết không, hồi nãy thì khi mà Phương Thảo đi ở trên đường á, thấy bán rất là nhiều quýt nhìn vô cùng tươi ngon luôn, thì Phương Thảo đã dừng lại để mua nửa cái quýt, định là sẽ về nhà ăn. Nhưng mà về đến nhà cầm xong rồi cân lên cân thì thấy mình đã bị mất hết 100g rồi. Một cái cảm giác vô cùng khó chịu mà không chỉ có Phương Thảo mà rất nhiều quý vị khán giả chúng ta cũng gặp phải khi mà đi chợ hay là mua đồ ăn, đúng không ạ? Đó là tình trạng cân thiếu. Sau khi mà tổng hợp với rất là nhiều những kinh nghiệm mà Phương Thảo được biết, thì ngày hôm nay trong chương mục kỹ năng cuộc sống, Phương Thảo sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn những kinh nghiệm để chúng ta khi mà đi chợ hoặc là mua đồ thì sẽ không bị cân thiếu. Trước tiên thì ở nhà chúng ta cần phải có một cái cân. Chúng ta có thể mua những cái cân bé bé như thế này. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta không phải là xách cái cân này để đi theo mình và đi chợ, đúng không ạ? Vậy thì cái cân này để làm cái gì? Thứ nhất là khi mà chúng ta mua hàng giống như Phương Thảo lúc nãy thì về nhà chúng ta sẽ cân lại xem là mình có bị thiếu hay không. Còn ngoài ra thì có một số cách để khi mà chúng ta đi chợ thì chúng ta có khả năng là sẽ không bị đánh lừa. Ở đây thì Phương Thảo có một cái chai nước. Chai nước này thì có trọng lượng là 500ml, tương đương với nửa ký. Thì khi mà chúng ta đi chợ, nhiều khi là đi nhiều quá chúng ta sẽ bị khát nước, đúng không? Cho nên là lúc nào cũng mang theo một chai nước như thế này. Chai nước này có tác dụng như thế nào để chúng ta có thể đi chợ mà không bị cân thiếu? Đây, Phương Thảo sẽ đặt lên cái cân này. Quý vị cũng có thể nhìn thấy ở đây là 500g, tương đương với nửa ký. Thì khi chúng ta đi chợ, chúng ta cầm theo chai nước, vừa rất là tiện dụng, nhỏ gọn. Mà khi mà chúng ta đến một cái cửa hàng nào đó, một cái quầy hàng nào đó, trước khi chúng ta mua một món hàng thì chúng ta có thể đặt chai nước này lên cân của họ để xem là cái cân có chính xác hay không. Nếu như mà chai nước của chúng ta mà đặt lên cân mà cân chỉ là hơn 500g thì tức là chiếc cân đó là bị quá so với cái trọng lượng vốn có của nó. Còn nếu như mà đã đúng rồi thì tất nhiên là chúng ta còn không chần chừ gì nữa mà tiếp tục mua hàng, phải không ạ? Ngoài ra thì khi chúng ta đi chợ thì chúng ta cũng có thể có một cái chùm chìa khóa như thế này. Chùm chìa khóa nhà của Phương Thảo thì nó hơi nhiều chìa một chút. Quý vị và các bạn cũng sẽ làm cách thức giống như là chúng ta sử dụng chai nước nhỏ nhỏ xinh xinh này. Trước khi mà đi đâu đó thì chúng ta sẽ làm một cái động tác là đặt cái chùm chìa khóa mình lên cân. Ở đây thì chùm chìa khóa của Phương Thảo nặng là gần 200g. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ sử dụng giống y hệt cái chai nước này, bằng cách là trước khi mà chúng ta ghé vào đâu đó mua hàng để kiểm tra cân của họ xem là có đúng hay không, thì chúng ta sẽ đặt cái chùm chìa khóa này lên, sẽ xem là nếu như mà nó cũng tương đương giống như là cái mức mà ở chiếc cân ở nhà của chúng ta đã đo sẵn, tức là khoảng gần 200g đối với cái chùm chìa khóa của Phương Thảo, thì tức là chiếc cân đó chính xác và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để mua hàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái vật khác luôn luôn đi cùng với chúng ta, đó chính là điện thoại. Đây, ngày nay thì những chiếc điện thoại thường là được thiết kế nhỏ gọn, mỏng và khá là xinh xắn như thế này, thì trọng lượng của nó sẽ rất là nhẹ. Cho nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể tận dụng để mua những cái vật hoặc những món hàng mà khối lượng nó hơi thấp một chút xíu. Ở đây để Phương Thảo cân thử xem nha, hơn 100g một chút xíu. Mà nếu như mà nói theo ngôn ngữ của các chị em tiểu thương thì tức là 100g giác, đúng không ạ? Thì khi mà quý vị và các bạn chúng ta mua hàng cũng giống như là chai nước hay là chùm chìa khóa, chúng ta sẽ đặt cái chiếc điện thoại của mình lên cân và xem là cân có chính xác hay không. Tất nhiên là quý vị cũng hãy lưu ý, giống như Phương Thảo lúc nãy có nói, thì điện thoại ngày nay được thiết kế khá là nhỏ, cho nên là chúng ta chỉ sử dụng cách này đối với những món hàng mà chúng ta mua có khối lượng nhỏ thôi nha. Ngoài ra thì ngày nay khi mà chúng ta chạy xe máy thì chiếc nón bảo hiểm cũng là một thứ không thể nào mà thiếu được, đúng không ạ? Không ai mà dám ra đường mà chúng ta không đội mũ bảo hiểm bao giờ. Thì chiếc mũ bảo hiểm này cũng rất là hữu dụng đối với việc là chúng ta thử cân. Phương Thảo sẽ cân thử chiếc nón bảo hiểm xem là nó nặng bao nhiêu nha. 450g. Thì khi mà chúng ta đi mua hàng thì cũng như những cái vật dụng này thôi, quý vị và các bạn chúng ta có thể sử dụng để kiểm tra xem là cân của người bán hàng có đúng hay không. Thì đó cũng là một cách để quý vị có thể yên tâm khi mà chúng ta mua hàng mà không sợ bị cân thiếu. Ngoài ra thì có một cái cách khác nữa, một cái mẹo nho nhỏ mà Phương Thảo cũng rất là hay sử dụng. Đó là khi mà chúng ta đi mua hàng á, thì chúng ta sẽ giao kèo thỏa thuận với người bán hàng một chút xíu. Ví dụ như là chúng ta sẽ nói là cô ơi, nếu mà bây giờ con về mà con cân mà thiếu là con ra con đổi lại nha. Thì đó cũng là một cách để chúng ta đánh đòn tâm lý người bán hàng, và bảo đảm thì khi mà họ bán hàng cho chúng ta thì họ sẽ có một phần nào đó dè chừng hơn và họ sẽ cân đủ cho chúng ta hơn.
Ngoài ra thì quý vị cũng có thể chọn cách là chúng ta sẽ mua hàng ở những địa điểm bán uy tín một chút, chẳng hạn như là siêu thị hay những cửa hàng lớn. Bởi vì những nơi đó thì yên tâm là chủ cửa hàng sẽ không dám đánh lừa chúng ta, họ sẽ cân đủ và quý vị và các bạn có thể bảo đảm là món hàng về nhà sẽ đúng với chiếc cân ở nhà của chúng ta. Như vậy là với những cái cách thức rất là đơn giản, quý vị và các bạn cũng đã có thể yên tâm khi mà đi mua hàng đúng không ạ? Ngoài ra thì theo như Phương Thảo biết là thời gian gần đây á, ở các chợ thì thường cục tiêu chuẩn đảm bảo an toàn chất lượng á, họ cũng sẽ có đặt một chiếc cân gọi là cân kiểm chứng ở trong các cái chợ. Thì khi mà quý vị đi á, chúng ta để ý một chút xíu chỗ nào mà thường là sẽ được đặt ở ban quản lý chợ thì sẽ có chiếc cân như vậy. Chúng ta mua hàng thì chúng ta có thể đem ra để cân lại xem là có chính xác hay không, thì quý vị cũng có thể rất là yên tâm. Hy vọng là với những mẹo vặt nho nhỏ mà Phương Thảo vừa mới giới thiệu đến cho quý vị thì từ nay khi mà chúng ta đi mua hàng, dù là từ chợ cho đến là lề đường hay là thậm chí những cái xe hàng rong trên các con đường mà chúng ta đi qua, thì quý vị đã có thể yên tâm rồi nhé. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.